Rồi em chào quý bà con nha. Hôm nay tiếp tục giới thiệu quý bà con loại vú sữa, vú sữa Mika. Thì đây là dòng vú sữa rất là hot trên cái thị trường cây ăn trái hiện nay. Với cái đặc điểm là cây thì nó, cái trái thì nó ít mủ, ăn rất là ngon ngọt, rất là thơm đó quý bà con. Thì đây cây giống của bên em, đây là cây ghép, dạng cây ghép, cây rất là đẹp luôn. Quý bà con em mời quý bà con xem cây giống bên em. Cây này rễ nào quý bà con? Rất là sung luôn. Thì quý bà con về trồng thì rất là ok nha. Cây này hàng đảm bảo. Đó, quý bà con có cần nhu cầu liên hệ trại giống Thầy Đỉnh, khu vực Tân Phúc 1, phường Tân Ngân, quận Thủ Đức, Phường Thơ, số điện thoại là 0961084636. Thì đây là số Zalo của em giúp quý bà con. Rồi cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại.